Kim Tae Hee và Biren hạnh phúc bình dị. Mới đây, Biren đã tiết lộ với khán giả truyền hình không gian bên trong tổ ấm khi xuất hiện với vai trò khách mời của chương trình The Manager của đài MBC. Anh đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Trong tập phát sóng này, Biren đã tới siêu thị tìm mua hải sản và lựa chọn cua hoàng đế cùng sashimi cho bữa tối. Khi trở về nhà, tự tay nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc vào bếp chuẩn bị món cơm rang với cua. Trong quá trình Ren nấu nướng, khán giả có thể quan sát toàn cảnh căn bếp của ngôi nhà. Khán giả dễ nhận ra cặp vợ chồng đã gắn hàng rào bảo vệ trên cầu thang, tránh hai cô con gái nhỏ khỏi bị trượt ngã. Tiếp đến, trong nhà họ còn có một chiếc nôi trẻ em chứa đầy các món đồ chơi đầy sắc màu dễ thương. Nấu nướng xong, Ren gọi vợ và các con, anh còn hướng về phía máy quay và nói: "Vì các thành viên trong gia đình tôi ai cũng dễ mắc cỡ cả, nên buổi ghi hình hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn mọi người." Sau khi người dẫn chương trình và các khách mời tại trường quay xem xong đoạn video ghi lại khung cảnh bên trong căn nhà của mình, nam ca sĩ tiết lộ: "Tôi đã tự tay thiết kế và đặt làm riêng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà." Fan hâm mộ của cặp đôi Biren và Kim Tae Hee sẽ cảm thấy thích thú trước những chia sẻ hết sức bình dị của thần tượng về đời sống gia đình. Trước đó, tối ngày 3 tháng 3, trong chương trình You Quit The Block, Biren xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Tài tử Hàn Quốc nhiệt tình trò chuyện, tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống, công việc và dành cho MC Yoseho một số lời khuyên về cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi về điều hạnh phúc nhất sau mỗi giờ tan làm, Biren đáp: "Niềm vui của tôi là nhặt được đồ chơi của con ngay khi bước chân vào cửa nhà." Sau đó, ngôi sao 39 tuổi hài hước nói: "Quý vị khán giả, hãy cố gắng tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt vời của cuộc sống độc thân nhiều hơn một chút nhé." Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân với Kim Tae Hee, Biren cho biết: "Được yêu và cưới cô ấy là điều tuyệt vời, nhưng nếu có thể, tôi ước thời kỳ trăng mật của chúng tôi kéo dài hơn. Vợ tôi có bầu bé đầu tiên ngay trong tuần trăng mật, nên thời gian tự do của chúng tôi khá ngắn." Biren cho biết đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất của anh. Hai vợ chồng không có nhiều thời gian dành cho nhau và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau khi kết hôn. Biren và Kim Tae Hee hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn vào năm 2017. Họ được xem là cặp sao quyền lực bậc nhất và là hình mẫu hạnh phúc lý tưởng trong showbiz Hàn. Giàu có và nổi tiếng, nhưng Biren và Kim Tae Hee sống khá giản dị. Đám cưới của họ chỉ tốn khoảng $900. Cô dâu tự thiết kế và may váy cưới, trong khi chú rể mua cặp nhẫn trị giá chỉ $450.